Hello các bạn, chào mừng đến với nhà cú, mình là Bảy Bình Bông. Trong video này thì Bảy sẽ tiếp tục dẫn các bạn đi theo cái chuỗi nhiệm vụ Khavarena của thiện và ác. Nhiệm vụ trong video này thì có tên là văn kiện Asipatravana. Đây là một nhiệm vụ dễ và không có giải đố nào khó cả. Các bạn hoàn toàn có thể tự mình trải nghiệm nó. Chúc tất cả các bạn tôi tốt lành. Và đừng quên ấn thêm vào nút like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ Bảy. Giờ thì intro nào. Vâng, ngay sau khi mà các bạn hoàn thành cái chuỗi nhiệm vụ, cái nhiệm vụ đầu tiên chứ, ngày ấy trời mang sắc lạ, thì các bạn có thể mở cái nhiệm vụ này. Cái nhiệm vụ này là nhiệm vụ văn kiện. Các bạn sẽ đi, nó sẽ cho các bạn làm quen một chút với cái tác dụng của bé Saurus, bé tiên linh bên cạnh chúng ta. Đầu tiên các bạn sẽ dịch chuyển đến cái khu làm nhiệm vụ này. Các bạn sẽ đuổi theo cái con tiên linh màu xanh lá cây này. Đến đoạn này nó sẽ xuất hiện cái khói tím. Cái khói tím này chúng ta cần phải giải đố. Và lúc này bảy tôi cũng không có đọc hướng dẫn, tôi không rõ là cái giải đố là kiểu gì. Nhưng mà nó có chỉ sang hướng gai nhọn, thế là bảy tôi đi sang hướng gai nhọn. Rồi sau khi đến đoạn này bảy tôi mới đọc cái hướng dẫn ở trong giáo trình đấy. Nó có chỉ rằng là phải biến thành con này, bay lên trên đấy, xong rồi ấn E vào đây thì ánh sáng nó sẽ chiếu vào cái khói tím kia. Đó, sau khi chiếu xong nó sẽ hiện ra mấy cái bong bóng ấy. Các bạn cần phải đi nhặt cái hoa ở bên cạnh này này, để chuyển cái đạn của con này, cái con báo Sorus ấy, thành cái đạn nổ. Khá hay. Các bạn vào ấn E nhá. Đi chạm vào nó không lấy được đâu, các bạn phải ấn E nhá. E của Sorus có hai loại nhá. Ấn E và giữ E nhá các bạn nhé. Cái bong bóng này các bạn thả, lưu ý này. Bong bóng này nó sẽ xuất hiện bong bóng rồi nó tự vỡ. Nó tự vỡ thì không nghĩa là mình phá được. Các bạn phải căn làm sao mình thả mà vỡ được cái bong bóng nha các bạn nhé. Đây này, nó bong bóng hiện lên đúng không? Thế nhưng mà một lát nữa nó tự vỡ. Đấy, các bạn phải lưu ý. Chứ không nhiều bạn cứ nghĩ là bong bóng nó tồn tại vĩnh viễn, mình thả là xong, không phải đâu nha. Rồi sau khi ấy xong thì các bạn quay trở về vị trí của mình, ấn Z. Đó. Tiếp tục đuổi con tiên linh màu xanh thôi. Cái nhiệm vụ này nó cho các bạn làm quen với cái chức năng mới của Sorus thôi. Để các bạn làm quen với bé này. Tôi thấy Sorus nó có tác dụng hơn Paimon rồi đấy. Trời ơi, trong cái map này Sorus có tác dụng hơn Paimon các bạn. Tiếp tục hành trình thì các bạn lại thấy một cái khói tím nữa. Rồi, giờ thì lại mở ra thôi. Cái điều khiển sau rút này mãi về sau mới quen được các bạn. Mãi về sau tôi lấy cái dạ tinh quang à cái gì ánh quang ấy, tôi mới quen được ấy. Khó phết, kiểu lên xuống bay biết các thứ. Nếu mà sau rút này mà nhặt được thảo thần đồng cơ, kiểu mấy cái viên thần đồng ấy thì hay nhất này. Bởi vì có những viên thần đồng nó ở trên cao ấy, các bạn phải bay lên trèo lên đúng không? Cầm xo rút trèo lên lấy là xong. Đấy các bạn thấy chưa? Quả bóng bóng nó tự động nó vỡ. Các bạn thả nó sẽ không có hiện tượng gì cả. Các bạn phải căn nó hiện bóng bóng nhá, đấy. Thả. Đấy như thế này là nó vỡ này. Nó tự vỡ này. Cái chỗ này tôi tức quá các bạn. Tôi tức quá nên là thả bừa đấy. Vẫn trúng một cái. Cái này các bạn phải đợi nó xuất hiện bóng bóng bạn thả nha. Phải đợi. Rồi ok. Trên hành trình của các bạn thì các bạn sẽ gặp khá là nhiều cái khói tím này. Các bạn có thể lấy dương này, các bạn có thể lấy thảo thần đồng ở cái vị trí như vậy. Thế nên các bạn nhớ cái chức năng này. Bây giờ các bạn sẽ tiếp tục đi theo cái con tiên linh màu xanh, nó sẽ mở cửa cho các bạn. Đi sâu bên trong này thì cái chỗ này ấy, tôi lại tưởng phải giải khói tím luôn. Nhưng mà hóa ra không phải các bạn. Các bạn chỉ cần đi sâu bên trong là được. Cái khói tím này tí nữa chúng ta mới phải giải. Đấy, tôi cứ bay vào trong tự động nó kiểu nó hiện nhiệm vụ ấy. Chứ tôi có biết là phải đi sâu vào bên trong đâu. Rồi sau khi nói chuyện xong này thì các bạn mới ra giải cái khói tím này. Nó phải theo quy trình.
Rồi sau khi giải khói tím thì các bạn sẽ thấy mấy bé Hilichun. Các bạn dọn đi nha. Sau khi dọn xong các bạn quay trở lại nói chuyện với cả bé kia. Sau khi nói chuyện xong thì chúng ta sẽ theo bé này đi ra ngoài. Bé này không muốn ở trong hang nữa. Những kiểu động vật như bay bay như này này, chúng ta có thể gọi là tiên linh, nhưng mà đúng tên của nó là Pari nha các bạn. Bộ tộc Pari. Tôi còn đọc nhầm là Paris. Kiểu thủ đô của Paris là thủ đô của nước nào ấy nhỉ? Tôi chết rồi, ngu địa lý rồi, chữ thầy chả cô rồi. Đương dưng nói lại quên ngang. Paris thủ đô của nước nào ấy nhỉ? Của Ý đúng không? Ờ. Không, của Anh. London. À không phải. Mà thôi, bỏ qua đi. Tí nữa search Google. Sau khi các bạn dọn quái xong, các bạn sẽ đi theo bé bay bay này đi tiếp ra ngoài. Ở chỗ này các bạn lên lấy luôn cái viên này nhá, cái viên màu xanh bên tay trái đấy, thì tí đỡ phải quay lại. Nhưng mà thôi, không lấy cũng được. Cái viên đấy các bạn lưu ý này, các bạn lấy cái viên xanh đấy xong, các bạn để nó ở giữa cửa luôn. Các bạn ấn T nhá, các bạn ấn nhặt là F đúng không? Các bạn ấn T là nó đặt dưới chân mình, thì các bạn đặt luôn ở giữa cửa này. Chứ không nhá, các bạn xong cái nhiệm vụ này ấy mà cái này nó không ở giữa cửa, là cái cửa đá nó tự động nó đóng băng lại, là lần sau các bạn lại phải chạy lại từ đầu, chứ không được đi lối tắt nữa. Đó, các bạn lưu ý một chút xíu. Rồi, sau khi mà đưa bé ra khỏi hang thì chúng ta cũng đã kết thúc cái nhiệm vụ văn kiện này rồi. Khá đơn giản các bạn, đây là một trong nhiệm vụ dễ. Các bạn nói chuyện với bé này là xong thôi. Chúc tất cả các bạn thành công. Và giờ chúng ta sẽ đến với cả những nhiệm vụ tiếp theo trong chuỗi nhiệm vụ này.